vợ Bình Minh, những bức ảnh đó chỉ liên quan tới công việc đóng phim của chồng. Anh Thơ, bà xã Bình Minh đã có những chia sẻ chính thức về loạt ảnh tình tứ trên mức đồng nghiệp của chồng và nữ diễn viên Trương Quỳnh Anh. Những ồn ào về loạt ảnh tình tứ của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh hiện đang là chủ đề gây xôn xao mạng xã hội, được cả showbiz bàn tán suốt một ngày qua. Giữa tâm bão nghi vấn ngoại tình, khán giả đã vô cùng tò mò trước phản ứng của người trong cuộc. Nếu như Bình Minh trả lời một trang tin điện tử và khẳng định những bức ảnh với Trương Quỳnh Anh chỉ là hậu trường khi cả hai đóng chung phim Thề Không Gục Ngã vào năm 2015, thì mới đây bà xã Bình Minh cũng đã có chia sẻ chính thức về ồn ào của chồng. Anh Thơ, bà xã Bình Minh đã chính thức lên tiếng về loạt ảnh tình tứ của chồng với nữ diễn viên ca sĩ Trương Quỳnh Anh. Trả lời một trang tin điện tử, anh Thơ bình thản cho biết, thị phi showbiz xưa nay vốn đầy rẫy nên tôi không quan tâm lắm đến những tin đồn thế này. Những bức ảnh đó tôi nghĩ chỉ liên quan tới công việc của ông xã. Gia đình chúng tôi vẫn bình thường, tối qua khi đưa hai bé đi chơi, anh Minh còn chụp hình gửi cho tôi, hiện tôi đang công tác tại Úc nên rất bận. Bên cạnh đó anh Thơ cũng bình thản đăng tải hình đang ở Úc và vui vẻ trả lời mọi bình luận của bạn bè trên trang cá nhân. Anh Thơ khẳng định hiện gia đình cô vẫn rất bình thường trước ồn ào dư luận. Hình ảnh mới nhất mà anh Thơ, bà xã Bình Minh đăng tải lên trang cá nhân. Bình Minh và anh Thơ kết hôn đã được 9 năm, đôi vợ chồng đã có hai cô con gái. Hai công chúa của vợ chồng anh tên là An Nhiên và An Như đang học cấp 1.